Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Giữa lúc trận chiến giữa Nga và Ukraina đang diễn ra ác liệt, lực lượng đặc nhiệm Nga đã tiếp cận và quay video bên trong một chiếc xe tăng Abram bị hạ gục gần làng Berdichi, phía tây thành phố Avdiivka. Nhiệm vụ của họ là kiểm tra xe và thu thập các mẫu trang bị hữu ích cho bộ chỉ huy. Theo Ria Novosti, hai sĩ quan trinh sát thuộc nhóm trung tâm với biệt danh Izai và Liasi cho biết, họ thu thập được nhiều thông tin quan trọng từ chiếc xe tăng Abram bị hư hại. Vào tháng 3 này, chiếc xe Abram khác của Mỹ đã bị máy bay không người lái FPV phá hủy gần Adipka. Chiếc xe này cũng thuộc quân đoàn phía Bắc và là chiếc Abram thứ hai bị tiêu diệt trong khu vực. Binh sĩ biệt danh Si cho biết, nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm tra chiếc Abram đó có còn nguyên vẹn hay không, có bị cháy hay bị hư hại gì không. Chúng tôi cũng thu thập các mẫu vũ khí, thiết bị và bất cứ thứ gì có thể thu giữ được theo Liesi, việc tiếp cận những chiếc Abrams bị hư hại không hề dễ dàng. Lực lượng vũ trang Ukraine bố trí rất gần ở khu vực xung quanh đó. Máy bay không người lái cảm tử liên tục bay lượn và pháo binh cũng thường xuyên khai hỏa. Hiện tại, cả hai bên đều không thể sử dụng thiết bị để di rời xe tăng. Tuy nhiên, cả đội quân Nga và Ukraine đều đang nỗ lực thu giữ chiếc xe bọc thép này. Binh sĩ còn lại có biệt danh Izai cho biết thêm bất kỳ thiết bị nào được tìm thấy trên chiếc abram này sẽ được thu hồi và đưa về hậu phương việc giữ lại xe tăng không mang lại lợi ích gì cho họ chỉ khiến họ chịu thêm tổn thất izai cho biết anh là người chịu trách nhiệm leo vào bên trong xe tăng để thu thập các mẫu cần thiết trong khi lìa sẽ canh gác và sẵn sàng bắn hạ máy bay chiến đấu của lực lượng vũ trang ukraine nếu xuất hiện binh sĩ izai chia sẻ chúng tôi quyết định thực hiện nhiệm vụ giữa ban ngày hành động táo bạo và bất ngờ là yếu tố then chốt Chúng tôi phải di chuyển nhanh qua cánh đồng chống trải để tránh hỏa lực từ xạ thủ xuống máy địch. Trận chiến diễn ra trong phạm vi 150 đến 200 mét. Với tiếng súng trường cơ giới vàng dội khi chúng tôi tiến lên tiêu diệt mục tiêu. Đoạn phim được quay bằng camera lắp trên mũ bảo hiểm của Izai cho thấy anh ta đang chạy ngang qua một binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, có thể là thành viên kíp lái Abram. Tiếng súng và tiếng nổ đạn pháo vang vọng xung quanh khi anh kiểm tra bên trong xe tăng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Izai rời khỏi chiếc xe bị hư hại. Izai nhận xét, chiếc Abram này không có gì đặc biệt như phương Tây và Ukraine hay ca ngợi. Thậm chí khi ngồi vào bên trong, tôi còn cảm thấy nó không tốt bằng các mẫu xe tăng T-90 của Nga. Nó thực sự gây thất vọng, tôi mong đợi nhiều hơn thế. Mỹ đã cam kết cung cấp 31 xe tăng Abram cho Ukraine và thông báo bắt đầu giao hàng vào tháng 9 năm ngoái. Còn Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 4 xe tăng Abram trong khu vực chiến dịch đặc biệt. Phóng viên chiến trường Nga Dmitry Achakhan đã đăng tải video lên kênh Telegram của mình ghi lại cảnh 18 binh sĩ Ukraine, bao gồm cả chỉ huy, đầu hàng và vứt bỏ vũ khí tại thị trấn Georgievka, phía tây Marinka, tỉnh Donetsk. Người đứng đầu là Trung úy Alexei Kach, thuộc Lữ đoàn 59, quân đội Ukraine, cho biết đơn vị của anh được cử đến Georgievka để chi viện cho đồng đội nhưng bị pháo binh Nga tấn công trên đường đi. Hậu quả là 4 binh sĩ thiệt mạng và 5 người bị thương. Chỉ huy Cát chia sẻ, chúng tôi đến thị trấn, hóa ra không có gì để giúp đỡ, chỉ có thể đếm được số người sống sót trên đầu ngón tay. Anh này quyết định đầu hàng và liên lạc với quân đội Nga. Toàn bộ đơn vị cũng nhất trí đầu hàng. Cát khẳng định anh không phản bội quê hương, anh chỉ chịu trách nhiệm cho đơn vị và mạng sống của binh lính dưới quyền. Tướng về hưu Sergei Krivonov của Ukraine cho biết lực lượng hàng không vũ trụ và pháo binh nga đang thực hiện các cuộc tấn công như vậy trong vùng chiến sự khiến binh sĩ kiev gặp các vấn đề tâm thần theo ông lính ukraine kinh hoàng trước các cuộc tấn công của quân đội nga bằng bom dẫn đường ông chia sẻ những người đã chiến đấu lâu năm từng kinh qua nhiều điểm nóng đều nói rằng pháo binh nga liên tục tung ra những đòn mạnh cộng với việc tích cực sử dụng bom kab đó là những gì họ đang nói đến và điều gì thực sự khiến mọi người khó chịu các vị biết đấy là những vấn đề tâm thần ở một số điểm nhất định. Theo ông Krivonos, điều tồi tệ nhất đối với binh sĩ Ukraine là Moscow có nguồn lực dồi dào và họ có thể kéo quân đến vị trí bất cứ lúc nào. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga tích cực sử dụng bom hàng không được trang bị mô lập kế hoạch và điều chỉnh phổ quát trong khu vực chiến đấu, khiến nhiều phòng tuyến và cứ điểm của Ukraine bị tiêu diệt. Ukraine thừa nhận lượng bom Nga đang ném xuống phòng tuyến của Kiev tăng vọt so với cùng kỳ năm trước, gây ra thách thức lớn cho nỗ lực phòng thủ. Trong bài viết các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiền tuyến trên trang Ukraine Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Haviliuk cho biết, trong 77 ngày đầu tiên năm 2024, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng tới 3.500 quả bom gắn thiết bị dẫn đường UMPK để tấn công Ukraine. Con số này nhiều gấp 16 lần so với cùng thời kỳ năm 2023. Trung bình, Nga đang ném xuống các mục tiêu của Ukraine 50 quả bom dẫn đường mỗi ngày, gây tàn phá nghiêm trọng các hệ thống phòng tuyến của Kiev. Ông Haviliuk nhấn mạnh, để phá được ưu thế của Nga trên không, Ukraine sẽ cần có tiêm kích F-16 với tên lửa không đối không tầm xa để bắn rơi các máy bay mang bom của Nga. Hiện thời, tên lửa phòng không của Ukraine đang ở mức cạn kiệt khiến thách thức họ đối mặt ngày càng gia tăng. Ngoài ra, Thứ trưởng Ukraine nhấn mạnh rằng Nga đang áp đảo Kiev về số lượng đạn dược. Ông cho biết, kể từ đầu năm 2024, lợi thế về hỏa lực pháo binh dọc chiến tuyến là 71 nghiêng về phía Nga. Nga công bố video tên lửa S-400 lao xuống vị trí tập kết pháo phản lực RM-70 Vampire của Ukraine tại khu vực biên giới ở Kharkov. Vệ binh quốc gia Nga cho biết, chúng tôi phát hiện khẩu đội pháo phản lực RM-70 Vampire của quân đội Ukraine tại tỉnh Kharkov khi đối phương chuẩn bị tấn công tỉnh Belgorod. Video do vệ binh quốc gia Nga công bố được quay bằng cảm biến ảnh nhiệt trên máy bay không người lái UAV scat 350 m cho thấy ít nhất hai phương tiện cơ giới và ba người đứng bên cạnh. Lực lượng này sau đó truyền dữ liệu mục tiêu cho Bộ Quốc phòng để thực hiện đòn tập kích bằng tên lửa S-400. Đây là một trong những lần hiếm hoi Nga sử dụng mẫu tên lửa phòng không hiện đại này để tập kích mục tiêu mặt đất. Quả đạn S-400 lao thẳng xuống với tốc độ cao và phát nổ gần mục tiêu. Chưa rõ mức độ hư hại của tổ hợp pháo phản lực RM-70 Vampire, nhưng hình ảnh hiện trường cho thấy hai xe cơ giới đều nằm trong phạm vi chịu tác động từ sức ép mảnh văng của vụ nổ. Quân đội Nga cho rằng Mỹ xem Ukraine là nơi xử lý số vũ khí và đạn dược cũ kỹ Thậm chí một số vũ khí Mỹ cung cấp cho Kiev đã hết hạn sử dụng từ lâu. Theo trang Top War, kênh Telegram Anna News mới đây đã chia sẻ hình ảnh một tên lửa chống radar AGM-88 HAMS của Mỹ được các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để tấn công hệ thống phòng không Nga. Hình ảnh được công bố cho thấy hai thời hạn bảo hành của tên lửa là ngày 31 tháng 10 năm 1995, tức là gần 30 năm trước. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến tên lửa bị rơi và không thể tiếp cận mục tiêu trên không. Các nguồn tin của Nga cho hay đây không phải là lần đầu tiên tên lửa AGM-88 Hàm được Ukraine sử dụng để tấn công Nga. Vào mùa hè năm 2022, quân đội Nga cũng đã nhìn thấy một tên lửa hết hạn bảo hành từ năm 1991 nhưng vẫn được Ukraine sử dụng. Lầu Năm Góc chính thức xác nhận cung cấp tên lửa AGM-88 Hàm cho Kiev vào tháng 8 năm 2022. Quân đội Mỹ cho biết Ukraine tích hợp thành công các tên lửa hàm vào tổ hợp vũ khí trang bị cho tiêm kích MiG-29. Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass đang cạn kiệt đạn dược. Quân đội của Kiev đang rút lui. Đó là tuyên bố do ông John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đưa ra trong chương trình của kênh ABC. Ông Kirby nói, hãy nghe đây, tình thế rất cấp bách. Họ sắp hết đạn dược ở khu vực Donbass và đang rút lui về tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba. Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết khủng hoảng trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào xung đột và là động thái đùa với lửa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp để Nga tấn công. Theo lời ông, Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực cho Kiev ở Anh, Đức, Italy và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không có phần thúc đẩy đàm phán mà chỉ có tác động tiêu cực. Trước đó, tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần lưu ý rằng phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu thực sự muốn đưa kết thúc xung đột đến gần hơn.